Xin chào tất cả mọi người. Bài học số 73 này có một đề tự khá dài. Một vài động từ nhóm 3 có thì hiện tại giống nhóm 1. Thứ nhất là động từ ufria là mở, động từ kufria là bao phủ, động từ dekufria là mở ra, là khám phá ra, động từ ofria là biếu, là tặng, động từ kia là hái. Chúng ta biết đây là các động từ nhóm 3. Và các động từ này như đề tự đã nói, nó có thể hiện tại chia giống nhóm 1. Và bây giờ chúng ta coi cách chia của năm động từ này. Động từ ouvrir có thể hiện tại chia như sau: j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Chúng ta thấy bộ đuôi của động từ này giống hệt động từ nhóm 1: ers, ons, ez, ont. Động từ couvrir là chúng ta lấy cái gì chúng ta bao phủ lên: je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvrons, vous couvrez, ils couvrent. Chúng ta cũng thấy bộ đuôi của động từ couvrir ở thì hiện tại cũng giống như là bộ đuôi của nhóm 1: ers, ons, oz, ont. Động từ découvrir là khám phá ra: je découvre, tu découvres, il découvre, nous découvrons, vous découvrez, ils découvrent. Động từ offrir là một ngoại động từ trực tiếp, tức là tặng ai một cái gì, biếu ai một cái gì, dâng cho ai một cái gì: j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Và bây giờ tới động từ thứ năm, chúng ta sẽ nhận xét như sau. Các động từ trên chúng ta thấy có participe passé tận cùng bằng ert, ouvert, couvert, découvert, offert, trong khi động từ cueillir thì lại có participe passé là cueillir, nhưng mà nó cũng chia ở thì hiện tại giống như các động từ nhóm 1: je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons, vous cueillez, ils cueillent. Như vậy trong bài này chúng ta để ý các động từ này là động từ nhóm 3, nhưng mà cách chia ở thì hiện tại, chúng ta nhắc lại, chỉ có thể hiện tại thôi. Bởi vì đương nhiên ở thì quá khứ người ta lấy participe passé này ghép với động từ avoir thì nó không thể nào giống với động từ nhóm 1 được. Chỉ riêng ở thì hiện tại thì nó chia giống các động từ nhóm 1. Như vậy chúng ta coi lại đề tự của bài này. Một vài động từ nhóm 3 có thì hiện tại chia giống nhóm 1. Nhân tiện đây chúng ta cũng học thêm động từ ouvrir, các ý nghĩa cách dùng của nó. Ouvrir có participe passé là ouvert. Thứ nhất, nó là một ngoại động từ trực tiếp, tức là chúng ta mở một cái gì, chẳng hạn như mở tủ, mở cửa. Ouvrir une armoire, ouvrir une porte, mở một cái cửa. Còn nếu chúng ta nói mở cửa cho ai, cho người đó vào, ouvrir la porte à quelqu'un. Ở đây có giấy tự A này, mở cửa cho ai. Ouvrir la porte à quelqu'un, mở một cái vòi nước cho nước chảy ra. Ouvrir un robinet, mở ga. Ouvrir le gaz. Vậy chúng ta thấy trong những câu này thì cái ý nghĩa mở nó mang một cái ý nghĩa khác. Ở trên kia chúng ta thấy cái tủ nó có hai cái cánh, chúng ta mở cái cánh cửa tủ ra, chúng ta mở cái cửa ra để cho nó, để cho một người có thể đi vào. Trong khi mở nước thì chúng ta thấy vặn, chỉ cần vặn thôi, nhưng mà nước chảy ra thì cũng là dùng động từ ouvrir. Mở gaz cũng như vậy, chúng ta chỉ có một cái nút thôi, mở một cái nút thì tất nhiên là có gaz đi lưu thông vào, và cũng dùng động từ ouvrir. Ouvrir les yeux, mở mắt, nhắm mắt. Ouvrir la bouche, mở miệng, khép miệng lại. Il n'a pas ouvert la bouche, nó không có hề mở miệng. Ví dụ một đứa bé nào nó ương ngạnh, mình hỏi nó mà nó cứ ngậm miệng lại, nó không mở ra. Il n'a pas ouvert la bouche. Và bây giờ chúng ta thấy là có một ý nghĩa trừu tượng: ouvrir une parenthèse. Parenthèse là dấu ngoặc đơn như thế này, và chúng ta mở cái dấu ngoặc đơn, rồi chúng ta viết một số các yếu tố chi tiết ở bên trong, rồi lại đóng ngoặc đơn. Ouvrir une parenthèse, fermer une parenthèse. Như vậy ý nghĩa mở ở đây nó không hoàn toàn là cụ thể giống như bên trên nữa. Và bây giờ chúng ta coi mở cái gì mà nó mở vừa vừa, hé hé, mở hơi hơi. Ouvrir à peine, ouvrir à demi, tức là mở hé. Ví dụ, ouvrir une porte à peine, ouvrir à demi. Và nó đồng nghĩa với động từ entr'ouvrir. Ouvrir và thêm entre, entr'ouvrir là mở không có tối đa, mở hé. Une porte entr'ouverte, une porte
entr'ouverte, ở đây chúng ta phải đọc nối, cửa mở hé. Và nếu chúng ta mở to ra thì lại có cách nói dùng tính từ grand như là một trạng từ ouvrir grand les fenêtres, ouvrir grand les fenêtres. Và chúng ta để ý tính từ grand ở đây được sử dụng như là một trạng từ, cũng giống như là nói to đó, parler fort, mở to, ouvrir grand. Đây không còn là tính từ nữa mà là một trạng từ. Và sau đây chúng ta còn một số cách dùng khác với động từ ouvrir nhưng mà không mang nghĩa cụ thể. Ouvrir une école, ouvrir une boutique. Ở đây chúng ta thấy không phải là mở cánh cửa ra mà mở một cái trường, mở một cửa tiệm, tức là tạo dựng ra một ngôi trường, thành lập một ngôi trường, rồi mở một cửa tiệm, tức là chúng ta tổ chức mở ra một cửa tiệm, không còn mang nghĩa là mở một cánh cửa. Ouvrir une école là mở trường, tạo lập trường. Ouvrir une boutique, mở một cửa tiệm. Ouvrir une campagne, campagne ở đây chúng ta dùng với ý nghĩa là một chiến dịch, không phải là đồng quê. Campagne là một chiến dịch. Ouvrir une campagne, mở một chiến dịch. Chẳng hạn như trong những ngày này, vào giữa tháng 9 thì sau cơn bão số 3 đã tàn phá nhiều tỉnh thành ở miền ngoài Bắc thì người ta đã mở những chiến dịch quyên góp, cứu trợ. Đó là những cái chiến dịch. Và muốn mở chiến dịch này thì phải có người phát động mở ra. Ouvrir une campagne, mở một chiến dịch. Ouvrir un compte bancaire, mở một tài khoản ngân hàng. Ouvrir son cœur à quelqu'un, cơ là trái tim. Ở đây chúng ta không phải là mở mổ trái tim ra mà cởi mở lòng với ai. Chúng ta còn có thể nói một cách khác là trải lòng ra với ai. Ouvrir la séance, ở đây chúng ta có danh từ la séance là một buổi họp hay một buổi học hay là một buổi hội thảo gì đó. Như vậy ouvrir thì mang nghĩa là khai mạc. Và sau cùng, le chirurgien lui a ouvert l'estomac, ở đây là có nghĩa cụ thể này. Cụ thể nhưng mà mổ ở đây có nghĩa là mổ chứ không phải là mở. Bác sĩ giải phẫu đã mổ dạ dày cho anh ấy. Mổ thì là chúng ta phải lấy dao giải phẫu ra rồi mổ cái dạ dày ra để chữa trị như thế nào đó. Ở đây chúng ta dịch là mổ chứ không phải là mở. Ở bên trên chúng ta đã coi động từ ouvrir với ý nghĩa cụ thể, mở cửa, rồi mở cánh cửa, mở tủ, mở mắt. Ở bên dưới chúng ta có một số ý nghĩa tự trừu tượng như là mở trường, mở một chiến dịch, mở khai mạc một buổi họp. Và sau đây chúng ta coi động từ ouvrir với ý nghĩa là nội động từ, verb intransitive, tức là nó không có đối tượng. Cửa hàng mở cửa chủ nhật. Chúng ta biết ở phương Tây có những cửa hàng chủ nhật đã đóng cửa hoặc là thứ hai đóng cửa, nhưng mà cái cửa hàng thì chủ nhật mở cửa. Magasin qui ouvre le dimanche, phòng ngủ mở ra phía vườn. Chambre qui ouvre sur le jardin, chambre là cái phòng riêng, một cái phòng ngủ và nó có cửa sổ mở ra một cái khu vườn. Qui ouvre sur le jardin, mở phía bên trong. Une porte qui ouvre de l'intérieur là từ bên trong. Chúng ta biết có những cái cửa ra vào người ta không thể mở ra ngoài vì vướng một cái gì đó người ta lại mở vào trong. Rồi có những cửa người ta lại mở ra ngoài người ta không muốn mở vào trong và bên trong nó vướng một cái gì đó. Như vậy trong các câu này động từ ouvrir nó không có một cái đối tượng. Mở cửa vào ngày chủ nhật, mở ra khu vườn và mở từ bên trong hay mở từ bên ngoài. Như vậy chúng ta gọi động từ ouvrir đây là một nội động từ, nó không có đối tượng, verb intransitive. Và trong phần số 3 chúng ta coi một số từ ngữ cùng gia đình với động từ ouvrir. Ouvert, ouverte là participe passé sử dụng như là tính từ, tức là mở, hở, ngõ. Une porte ouverte, cửa đang mở. Chẳng hạn chúng ta nói ai đó người ta gõ cửa phòng mình. Hay là cái phòng mình, hay là cái phòng làm việc, cái bureau của mình, chúng ta khép cửa vào nhưng mà không có khóa. Entrez, la porte est ouverte. Ở đây chúng ta hiểu cái tính từ mở hở này không phải là mở toang ra nhưng mà không có bị khóa. Entrez, la porte est ouverte. Xin mời vào, cửa đang mở, tức là không có bị khóa. Để chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà nó mở toang ra thì người ta biết mà đây không phải là mở toang ra mà là đang đóng khép lại nhưng mà không có chốt cửa, không có khóa cửa. Do đó entrez la porte est ouverte, xin mời vào, cửa mở chứ không có khóa.
La Bibliothèque Ouverte à tous. Ở đây chúng ta thấy bibliothèque là một cái cửa, một cái thư viện, có như thư viện chỉ dành riêng cho nội bộ, nhưng mà cái thư viện này mở cửa cho tất cả mọi người, tức là thư viện công cộng. Une bibliothèque ouverte à tous, ouverte à tous. Tous là một đại từ, cho đó chúng ta phải phát âm ký tự S. L'épicerie du coin reste ouverte jusqu'à minuit. Épicerie, épicerie là một tiệm tạp hóa. Coin là một trong một cái góc phố nào đó. Chúng ta không phải là theo nghĩa đen là một cái góc nhà. Đây là một cái khu phố trong một cái góc nào đó. Reste ouverte vẫn còn mở jusqu'à minuit cho tới nửa đêm. L'épicerie là tiệm tạp hóa của cái khu phố này vẫn còn mở cửa cho đến nửa đêm. Un espace ouvert, một không gian mở, tức là không có bị đóng cửa lại, không có bị che chắn. Và sau đây chúng ta để ý tới cái cách nói être ouvert à la circulation. Circulation là sự lưu thông qua lại của xe cộ và được mở cho người ta đi qua đi lại, tức là được phép giao thông. Và chính như là một con đường thì phải mở cho giao thông, nhưng mà đôi khi có một con đường vừa mới làm á, chưa có khai mạc, và tới ngày nào đó báo chí nói là tới ngày nào đó con đường này sẽ được mở cho người ta đi lại, tức là được phép lưu thông. Và ngược lại là être fermé à la circulation. Và bây giờ có ý nghĩa trừu tượng un caractère ouvert, tính tình cởi mở. Avoir l'esprit ouvert, có tinh thần cởi mở. Ở đây chúng ta để ý hai cái ý nghĩa của hai cái ví dụ này nó không có giống nhau. Có một tính tình cởi mở, tức là người này sởi lởi, có gì nói đấy, ai nói cũng được, mình lắng nghe rồi mình trải lòng mình ra. Một người cởi mở không có khép kín. Trong khi avoir l'esprit ouvert không phải là có tính cởi mở như bên trên, tức là có thể dễ gần tâm sự, nhưng mà có một cái tinh thần cởi mở đón nhận những cái mới, không có cổ thủ, không có bảo thủ, không có cố hữu. Avoir l'esprit ouvert khác với caractère ouvert. Caractère nói về cái tính tình, trong khi l'esprit ouvert nói về một cái tâm trí, một cái tâm thức ở bên trong con người. Người này không có thủ cựu, không có bảo thủ, sẵn sàng đón nhận những cái mới. L'esprit ouvert là như vậy. Accueillir quelqu'un à bras ouverts. Bras là cánh tay. Đây là một cách nói bóng bẩy. Đón nhận ai với hai cánh tay mở rộng, tức là giang tay đón nhận ai. C'est un homme très ouvert. Đây là một con người rất cởi mở. Và chúng ta có danh từ cùng gia đình với động từ ouvrir là l'ouverture, là sự mở hay chỗ mở. Ouverture d'une boîte, d'une bouteille. Boîte là một cái hộp, bouteille là một cái chai. Ouverture d'une boîte là cái cách mở hộp, mở cái hộp ra, hay là ouverture d'une bouteille là mở một cái chai ra. À, bây giờ ở trong trong dân gian chúng ta thấy có cái từ ngữ mà chúng ta cũng dễ hiểu đó, đập hộp. Chúng ta mua một cái máy gì đó, máy điện thoại chẳng hạn, rồi đập hộp. Đập hộp tức là mở hộp thôi, chứ không phải là lấy một cái gì đó nhọn sắc hay là cứng để mà đập nó ra. Đập hộp tức là ouverture d'une boîte. Nếu chúng ta phải dịch cái chữ đập hộp một cái điện thoại mới thì chúng ta cũng chỉ dùng cái danh từ ouverture, không có danh từ nào khác. Giờ mở cửa, horaire d'ouverture. Đây là cái giờ mở cửa để buôn bán, do đó tiếng Anh người ta dùng một cách cụ thể, shopping hours, là cái giờ mở ra để buôn bán, chứ không phải mở ra là một cách ngẫu nhiên, mở ra để cho người ta có thể đi vào mua bán. J'étais là avant même l'ouverture pour ne pas faire la queue là xếp hàng chờ đợi. Tôi đã tới đó, như vậy đây là quá khứ. Tôi đã tới đó ngay cả trước khi cửa hàng này mở cửa để không phải xếp hàng. Và chúng ta có cái danh từ mà nếu mà gõ trên mạng chúng ta thấy có rất là nhiều tài liệu về nó, cái này tức là Thế vận hội Paris 2024 trong tháng 7 vừa qua thì có nghi thức khai mạc, la cérémonie d'ouverture, nghi thức khai mạc rất là hoành tráng, và người ta nói là hoành tráng nhất trong lịch sử của các thế vận hội, la cérémonie d'ouverture. Và sau đây là một trạng từ cùng gia đình với động từ ouvrir là ouvertement, là thẳng thắn, không giấu giếm. Chúng ta thấy không ngoang nghĩa giống như bên trên nữa. Déclarer ouvertement ses intentions. Intention là những ý định gì trong đầu mình. Và bây giờ chúng ta tuyên bố rõ, thẳng thắn, không giấu giếm các ý định của mình. Déclarer ouvertement ses intentions. Biểu lộ công khai lòng thương mến. Lòng thương mến là l'affection. Và témoigner tức là chứng tỏ, biểu lộ cho người ta thấy rõ ràng, không có giấu giếm. Témoigner ouvertement son affection. Như vậy với trạng từ này chúng ta
Dịch theo nghĩa là thẳng thắn, không giấu giếm. Sau đây chúng ta làm một số câu tập đặt câu đổi qua tiếng Pháp. Lúc nãy tôi đến siêu thị mua ít bánh kẹo nhưng chưa mở cửa. Chưa mở cửa chúng ta dùng động từ ouvrir lúc nãy. Tout à l'heure. Tôi đã đến siêu thị. Je suis venu à un supermarché. Lúc nãy tôi đã đến một siêu thị. Tout à l'heure, je suis venu à un supermarché để mua bánh kẹo. Pour acheter. Chữ pour ở đây để nói lên một cái mục đích, và hai cái hành động này do cùng một chủ từ là je, là tôi đến, và mua cũng là tôi mua, do đó chúng ta dùng pour để nói lên một cái mục đích. Tout à l'heure, je suis venu à un supermarché pour acheter, mua kẹo, des friandises. Kẹo với bánh là những thứ mà trẻ em rất là thích. Chúng ta dùng chung với danh từ friandises. Pour acheter des friandises. Thế nhưng mà lúc đó chưa mở cửa, tức là cái siêu thị chưa mở cửa. Mais il n'est pas encore ouvert. In đây là cái siêu thị. Tout à l'heure, je suis venu à un supermarché pour acheter des friandises, mais il n'est pas encore ouvert. Và một người kia nói, nghe nói như vậy thì nói là đúng rồi, cái trung tâm thương mại này thì nó mở lúc 7 giờ, còn riêng cái siêu thị nằm trong cái trung tâm thương mại này thì phải tới 9 giờ nó mới mở. Đúng rồi, en effet, hoặc là c'est vrai, thật thế. Là c'est vrai, en effet là chúng ta chứng minh c'est vrai. Trung tâm thương mại thì mở lúc 7 giờ. Le centre commercial est ouvert à 7 heures. Mais, nhưng mà cái siêu thị của nó, mais son supermarché, ở trong một trung tâm thương mại thì có nhiều boutique, có nhiều cái cửa hàng và cũng có một cái siêu thị. Nhưng mà cái siêu thị của trung tâm thương mại này chúng ta gọi là son supermarché, chỉ mở cửa vào lúc 9 giờ. N'est ouvert qu'à 9 heures. C'est vrai, le centre commercial est ouvert à 7 heures, mais son supermarché n'est ouvert qu'à 9 heures. Chỉ có mở cửa vào, nơ cơ là chỉ. Theo tôi, việc mở một con đường trong vùng này là rất cần thiết. Ở đây chúng ta thấy mở con đường cũng được ouvrir, không phải là mở cái cánh cửa ra, nhưng mà mở ra, tạo ra một cái đường. Selon moi, cần thiết, il est nécessaire d'ouvrir une route à travers cette région. Selon moi, il est nécessaire de, cần thiết là, selon moi, il est nécessaire d'ouvrir une route à travers cette région. Région là cái miền này, cần phải có một con đường. Và chúng ta cũng có thể dùng động từ là construire cũng được, xây dựng một con đường. Ở đây chúng ta đang thực tập động từ ouvrir. Có thể dùng động từ de construire cũng được, xây dựng một con đường. Câu số 4. Một con người có tính tình cởi mở thì dễ đến gần. Ngược lại với một người khép kín. Un homme hoặc là une personne ouverte est plus abordable. Contrairement à une personne fermé. Cái phát biểu này rất là hiển nhiên, ai cũng biết một người cởi mở thì dễ tới gần. Une personne ouverte est abordable contrairement à une personne fermée. Ngược lại với một người khép kín. Một người khép kín thì không dễ tới gần bởi vì họ không muốn trải lòng ra. Và cuối cùng, buổi sáng các bạn hãy mở to các cửa sổ ra để làm cho không thoáng căn nhà. Le matin
hãy mở to, ouvrez grand, les fenêtres, để làm pour aérer la maison, votre maison. Đây là một cái lời tư vấn rất là tốt. Buổi sáng chúng ta phải mở toang các cánh cửa sổ ra. Le matin, ouvrez grand les fenêtres. Les fenêtres. Để làm gì? Pour aérer. Aérer là làm cho không khí nó lưu thông. Pour aérer votre maison. Bởi vì qua một đêm tường thì tất cả, trong khi tất cả cánh cửa đóng lại thì ngôi nhà nó bị bí không khí. Do đó buổi sáng chúng ta phải mở cửa ra. Le matin, ouvrez grand les fenêtres pour aérer votre maison. Chúng ta vừa làm một số câu hỏi liên quan tới động từ ouvrir, và chúng ta cũng đã học một số từ ngữ liên quan và ý nghĩa cách dùng của động từ ouvrir. Nhưng bài này cốt ý là chúng ta nhớ là có một vài động từ nhóm ba, là các động từ nhóm ba, nhưng mà nó có cách chia ở thì hiện tại giống như nhóm một. Giống như nhóm một, chúng ta nhớ lại là terminaison, tức là bộ đuôi của nhóm một là OES, OONS, OZONT. Như vậy tất cả các năm động từ này đều có bộ đuôi ở thì hiện tại là OES, OONS, OZONT. Xin chào tất cả mọi người.